Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. 30 trường tại Hà Nội chưa thể dạy học sau bão số 3. Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết toàn thành phố có 30 trường học chưa đảm bảo an toàn để tổ chức dạy học vào ngày 9 tháng 9 do chưa khắc phục xong sự cố bão số 3 gây ra. Trong đó, khối các quận, huyện, thị xã có 19 trường, khối trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội có 11 trường. Thông tin về tình hình thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết tại các trường học trên địa bàn thành phố không có thiệt hại về người, tuy nhiên về cơ sở vật chất thiệt hại khá nhiều. Toàn thành phố có 28 trường bị ngập nước, gần 3.100 mét tường bị đổ, gần 400 mái nhà phòng học bị lật, gần 800 cửa chính, cửa sổ bị hư hỏng, gần 190 nhà xe bị hỏng, gần 1.900 biển bảng bị hỏng, 175 trường bị mất điện, trong đó có nhiều trường ở huyện Chương Mỹ, huyện Thường Tín, huyện Quốc Oai. Về cây xanh tại các trường học của toàn thành phố, có gần 7.500 cây xanh bị đổ bật gốc, chủ yếu tại các trường ở quận, huyện Thanh Trì, Phú Xuyên, Quốc Oai, Gia Lâm, Chương Mỹ, Long Biên, Hà Đông. Số còn lại ở các trường trực thuộc, chủ yếu là ở trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, Trung học Phổ thông Minh Phú. Trước đó, trưa 8 tháng 9, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương có văn bản hỏa tốc gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học, nêu rõ các trường học đảm bảo đủ điều kiện học tập an toàn, thì triển khai đón học sinh trở lại trường học tập từ ngày 9 tháng 9. Các trường chưa bảo đảm đủ điều kiện học tập an toàn do ảnh hưởng của bão thì chưa tổ chức dạy học cho học sinh, đồng thời có phương án báo cáo cấp có thẩm quyền khắc phục ngay thiệt hại. Căn cứ điều kiện thực tiễn của nhà trường, sau khi khắc phục hậu quả, hiệu trưởng nhà trường báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định việc tổ chức dạy học trở lại, bảo đảm khung kế hoạch thời gian năm học. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng lưu ý trong thời gian chưa tổ chức dạy học, các nhà trường yêu cầu giáo viên đến trường để cùng lực lượng chức năng thu dọn, tổng vệ sinh trường lớp, khắc phục hậu quả của cơn bão, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch dạy bù cho học sinh. Bên cạnh đó, các đơn vị, trường học cần khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, tường rào, cây xanh, cổng trường, mái tôn, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão, có biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, bảo đảm các điều kiện an toàn khi học sinh trở lại trường. Đã có 26 người thiệt mạng và mất tích, 247 người bị thương do mưa, lũ, bão số 3. Ngày 9 tháng 9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có báo cáo nhanh về công tác phòng chống thiên tai, trong đó thống kê thiệt hại đến 6 giờ ngày 9 tháng 9. Cụ thể, bão số 3 đã làm 26 người thiệt mạng, mất tích, tăng 7 người thiệt mạng và mất tích so với báo cáo ngày 7 tháng 9. Trong đó, do bão 9 người, sạt lở đất lũ quét 12 người, do lũ cuốn 5 người. 247 người bị thương, tăng 61 người so với báo cáo ngày 7 tháng 9. Trong đó, Quảng Ninh 157, Hải Phòng 40, Hải Dương 5, Hà Nội 10, Bắc Giang 4, Bắc Ninh 7, Lạng Sơn 9, Lào Cai 9, Cao Bằng 1, Phú Thọ 2, Hòa Bình 1, Thanh Hóa 2. Về thiệt hại ở lĩnh vực nông nghiệp, báo cáo cho hay có 113.593 hecta lúa bị ngập úng, thiệt hại, tập trung ở Hải Phòng 7.005 hecta, Thái Bình 18.000 hecta, Hà Nội 15.563 hecta, Hưng Yên 12.119 hecta, Hải Dương 18.500 hecta, Hà Nam 11.220 hecta, Lạng Sơn 3.688 hecta, Bắc Giang 4.822 hecta, Bắc Ninh 9.601 hecta, Vĩnh Phúc 6.000 hecta, 22.047 hecta hoa màu bị ngập úng thiệt hại, 6.887 hecta cây ăn quả bị hư hại, 121.668 cây xanh bị gãy đổ. Cùng với đó, trên 1.500 lồng bè, tăng 384 lồng bè so với báo cáo ngày 7 tháng 9, nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi, tập trung ở Quảng Ninh 1.000, Hải Dương 300. 79 con gia súc, 190.131 con gia cầm, tập trung ở Hải Dương, 186.000 gia cầm.
25 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại. Để sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, đồng thời triển khai ứng phó với mưa lũ sau bão, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến nghị tổ chức thăm hỏi động viên và thực hiện các chính sách đối với các gia đình có người bị thiệt mạng, bị thương do thiên tai. Tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ gây ra, đảm bảo cung cấp hỗ trợ đủ lương thực, thực phẩm, nước sạch, tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở. Cùng với đó, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời sơ tán người dân đến nơi an toàn. Ngập khắp thành phố Yên Bái, người dân chạy lũ trong đêm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 gây mưa kéo dài và các thủy điện ở thượng nguồn đồng loạt xả lũ, nên đến 22 giờ tối mùng 8 tháng 9, nước trên sông Thao tại Yên Bái đã trên báo động 3, dâng ngập một số tuyến đường trên địa bàn các phường Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Nước dâng cao đã ngập vào nhà các hộ dân và ngay trong đêm, các lực lượng công an, quân đội đã hỗ trợ cùng người dân tại các tuyến phố bị ngập, sơ tán người già, trẻ nhỏ và di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, các lực lượng chức năng đã chốt chặn, căng dây cảnh báo không cho người và các phương tiện qua lại trên các tuyến đường bị ngập sâu. Hiện nay, trên địa bàn phường Hồng Hà, toàn bộ đường Thanh Niên và đường Trần Hưng Đạo đã ngập sâu từ 1 đến 2 mét. Người và phương tiện không thể di chuyển. Phần lớn các hộ gia đình trên tuyến đường Thanh Niên và các đường nhánh nước đã ngập vào nhà từ 0,5 mét đến trên 1 mét. Toàn bộ tuyến đường Thanh Niên đã cắt điện lưới để đảm bảo an toàn. Từ chiều tối mùng 8 tháng 9, hàng trăm hộ dân trên tuyến đường Thanh Niên đã khẩn trương thu dọn đồ đạc, đưa lên vị trí cao để tránh hỏng hóc khi nước tràn vào nhà. Những người già neo đơn, người dân đang sống trong những ngôi nhà xuống cấp có nguy cơ ngập úng đều được các cán bộ chiến sĩ công an, quân đội hỗ trợ di dời tới nơi an toàn. Những kho hàng với hàng trăm tấn gạo, lương thực, thực phẩm, quần áo, hàng hóa đều được lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ vận chuyển tránh ngập úng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hoàn lưu bão số 3 đã khiến Bắc Bộ mưa rất to trên diện rộng. Trong đêm mùng 8 tháng 9 và sáng sớm mùng 9 tháng 9, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to, có nơi trên 150mm như An Phú, Yên Bái 256,4mm, Minh Tiến, Yên Bái 219,2mm, Gia Phú, Lào Cai 157,8mm, Nấm Dần, Hà Giang 153,4mm, Yên Đổ, Thái Nguyên 219,2mm. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái vừa phát bản tin thông báo lũ khẩn cấp trên các sông ở khu vực tỉnh Yên Bái. Hiện trên sông Thao tại Yên Bái, lũ đang lên nhanh. Mực nước lúc 5 giờ ngày 9 tháng 9 là 33,64m, trên báo động 3, 1,64m. Trên Ngòi Thìa, lũ đang dao động ở mức cao. Trong 12 đến 24 giờ tới, lũ trên sông Thao khả năng đạt đỉnh ở mức 34,1m, trên báo động 3, 2,1m, sau xuống chậm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại tất cả các khu vực trong tỉnh, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái. Ngập úng tại các vùng trũng thấp của huyện, Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái, phường Hồng Hà, phường Yên Ninh, phường Nguyễn Thái Học, phường Nam Cường, phường Nguyễn Phúc, xã Tuy Lộc, xã Âu Lâu. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, cấp 3. Lũ có thể gây ra ngập úng một số vùng trũng thấp ven sông, tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng và tài sản của người dân, phá hủy các công trình dân sinh, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Do nước sông Hồng dâng cao, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái từ chiều mùng 8 tháng 9 đã chìm trong biển nước khi mực nước sông Hồng tại Yên Bái ghi nhận lúc 22 giờ ngày mùng 8 tháng 9 là 33,16m, trên báo động 3 là 1,16m. Thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy thứ 5. Sáng mùng 9 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã có công điện gửi giám đốc công ty Thủy điện Tuyên Quang về việc mở cửa xả đáy thứ 5 hồ Thủy điện Tuyên Quang. Thời điểm 7 giờ ngày 9 tháng 9, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 117,78m, lưu lượng đến hồ 6.313 m³/giây, lưu lượng xả 2.463 m³/giây. Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn lệnh giám đốc công ty Thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy thứ 5 hồ Thủy điện Tuyên Quang vào lúc 11 giờ.
Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu, hồ chứa, kịp thời báo cáo về Bộ. Như vậy, chỉ trong 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 9, Hồ Thủy điện Tuyên Quang liên tục mở 5 cửa xả đáy để điều tiết lũ. Rạng sáng mùng 9 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng có công điện gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Thác Bà về việc mở cửa xả mặt thứ 3 Hồ Thác Bà lúc 6 giờ cùng ngày. Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!